trước năm 1945 ấy, đồng hồ chúng tôi có tới đến 17 dòng họ. Mỗi dòng họ người ta đều có một cái làm tranh. Như phải nói cái cách làm của đồng hồ đấy, thì mỗi dòng họ chỉ làm một hai đề tài thôi, chứ không phải cả làng mà có độ hàng trăm cái đề tài này. Và mỗi một gia đình nghệ nhân người ta chỉ sáng tác được một vài mẫu thôi. Và khi đó người ta làm sản xuất xong rồi thì bắt đầu cứ đến cái ngày 1 tháng Chạp âm lịch là từng gia đình một mang ra chợ đình để bán. Nhưng mà đến bây giờ thì nó không còn được không khí nữa. Tức là một cái cũng rất thăng trầm và rất cái buồn là cả làng trước đây nhà nào người ta cũng làm, nhưng mà đến bây giờ không còn ai làm. Bản thân tôi bây giờ tôi muốn là giữ lại được cái nghề truyền thống của ông cha nhà mình. Và đến ngày Tết ý, tôi biết là không gia đình nhà nào bỏ hai tờ tranh này. Một cái ý rất hay mà mỗi cái tranh mỗi bên nó chỉ có hai chữ thôi. Bên này em bé con gà có hai cái chữ là vinh hoa. Bên này em con bé là phú quý. Ngày Tết cổ truyền của Việt Nam là không gia đình nhà nào không muốn cái này. Vinh hoa phú quý. Trong một gia đình không thiếu được hai cái nhân vật. Em bé con gà, cháu trai. Em bé con vịt là cháu gái. Màu trắng này là từ cái con điệp ở dưới biển. Mà cái này tôi phải xuống, một là Quảng Ninh, hai là Hải Phòng. Mua cái này về để giã nhỏ nó ra, xong nó thành cái bột, trộn với hồ nếp, quét đi trên dưới gió. Thì cái này gọi là giấy điệp. Cái màu đỏ này là từ cái hòn sỏi ở núi, về xay nhỏ nó ra, xong lọc là cái nước trong đó, trộn với hồ nếp. Bắt đầu in trên cái giấy điệp này, tức là giấy là trên rừng, trắng là dưới biển và đỏ là núi. Màu thứ ba đó là cái màu vàng để tạo ra cái tranh này ấy, là bằng hoa cái cây hòe, xong rồi giã nhỏ nó ra thành bột, mới đun với nước, lọc là cái nước đó, lấy nước trong để tạo ra cái màu vàng, là cái màu vàng như thế này. Đây là bằng hoa hòe. Cái màu thứ tư là cái màu xanh, thì sau khi in cái màu đỏ rồi thì cái màu xanh này bằng cái lá chàm. Thì đấy là cái màu thứ tư. Còn cái màu cuối cùng là cái màu đen bằng than lá tre. Tranh đồng hồ nó đặc biệt 5 cái màu cơ bản để tạo ra cái tranh là ở đồng hồ nó là như vậy. Thời thế có thể đổi thay, nhưng những giá trị, nét đẹp văn hóa Việt Nam vẫn sẽ mãi được gìn giữ và phát huy. Đó chính là niềm tin của hành trình đương đại hóa tranh đồng hồ, nơi những nghệ nhân, những họa sĩ trẻ và Highlands Coffee cùng nhau thổi hơi thở của thời đại vào các bức tranh đồng hồ xưa cũ. Hy vọng giữ được hồn dân tộc mãi sáng bừng trên những tờ giấy điệp. Là một thương hiệu Việt, Highlands Coffee ý thức được điều này và sẵn sàng san sẻ sứ mệnh đó thông qua dự án đương đại hóa tranh đồng hồ cùng Highlands Coffee. Chất liệu cuộc sống mới được thể hiện qua nét vẽ và sản xuất trên chất liệu tranh đồng hồ truyền thống đã mang đến cho công chúng bộ tranh đương đại hóa tranh đồng hồ. Cùng gìn giữ và mang đến sức sống mới cho nét đẹp văn hóa tranh đồng hồ cùng Highlands Coffee.